Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 57: Phát tâm Bồ Đề. Phật ở trong Đại Kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta nêu ra tông chỉ của tu hành. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề chính là tín nguyện. Một lòng chuyên niệm chính là chấp trì danh hiệu. Hai câu này chính là trong tiểu bổn của Kinh Di Đà đã nói tín nguyện hạnh. Ba tư lương, ba điều kiện này không thể thiếu một. Phát tâm Bồ Đề rất là quan trọng. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn là giác ngộ. Chân tâm bổn tánh của chúng ta không những là giác ngộ mà còn giác ngộ viên mãn. Cho nên ở trên Đại Kinh Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Chư Phật Như Lai xem tất cả chúng sinh đích thực là Phật. Cái điểm này một chút cũng không giả. Thế nhưng phàm phu chúng ta chính mình không thừa nhận chính mình là Phật, vậy thì không còn cách nào. Cách nói này thực tế ra không dễ hiểu. Chúng ta phải dùng thí dụ của bậc đại đức xưa mà nói. Người xưa nói, lấy vàng làm món đồ, mỗi món đồ đều là vàng. Chúng ta đem chân tâm bổn tánh của chúng ta thí dụ là vàng, vậy chúng ta là vàng, được đem làm món đồ. Vì sao chư Phật Như Lai đều xem tất cả chúng sanh là Phật? Các ngài nhìn ở trên bản chất, không luận là một món đồ nào, bản tánh của nó đều từ nơi vàng ròng mà làm ra. Vậy vàng dụ chính là Như Lai, vàng dụ chính là chư Phật. Phàm phu quên mất đi bổn tánh, chỉ nhìn vào cái tướng. Thí như chúng ta dùng vàng ròng để làm cái tượng Phật này, bên đó đặt một tượng người cũng làm bằng vàng ròng, bên đây đặt một tượng súc sinh cũng làm bằng vàng ròng, làm con chó nhỏ, mèo nhỏ, phân lượng hoàn toàn giống nhau. Phân lượng của vàng giống nhau, giá trị giống như nhau, chỉ là hình tướng làm ra không giống nhau. Người biết nhìn mà nói, họ nhìn thấy đều là vàng, không hề khác biệt. Cho dù có nhiều hình tượng hơn, cũng không hề khác nhau. Chư Phật Bồ Tát xem chúng sinh chính pháp giới là xem thấy tánh của họ. Tánh là pháp tánh. Cái tướng này là tướng pháp giới. Tướng có khác biệt, tánh không hề có khác biệt. Cho nên phải nhìn từ trên tánh. Tất cả chúng sinh đều là chư Phật Như Lai. Chúng sinh đem bổn tánh quên mất, hoàn toàn nhìn vào tướng. Đây là Phật, đó là người, kia là súc sinh. Đây là nhìn vào tướng. Dính vào tướng thì không thể thấy tánh, mê mất đi tự tánh. Mê mất đi tự tánh,
Khi vừa mê thì tất cả đều là mê. Ở trong mê mới sinh ra phải quấy nhân ngã, mới sinh ra tham sân si mạng. Trong chân tánh không có những thứ này. Đại sư Huệ Năng ở trong Đàn Kinh nói rất hay: trong tự tánh vốn dĩ không có một vật. Chúng ta mê mất đi tự tánh, vậy mới bị đọa lạc ở trong hư vọng. Ngã chấp, pháp chấp, phải quấy nhân ngã, danh vọng, lợi dưỡng, tham, sân, si, mạng. Những thứ này đều từ trong vọng tưởng mà biến hiện ra. Trong tự tánh đích thực không có những thứ này. Phật thấy tự tánh của chúng sinh thấy đều là Phật tánh, cùng chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Tự tánh là vĩnh hằng, sẽ không tùy theo tình thức mà biến hiện, vĩnh viễn bất biến, bất sanh, bất diệt. Hay biến là tướng, tướng thì sẽ biến đổi, tướng có sinh diệt, tánh không có sinh diệt. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Chúng ta tu hành phải chú trọng ở tâm tánh, ngộ rõ tâm tánh, như vậy mới có thể siêu việt 10 pháp giới. Không chỉ là 6 cõi mà còn siêu việt 10 pháp giới. Siêu việt 10 pháp giới thì có thể giúp đỡ chúng sinh khổ nạn của 10 pháp giới. Giúp đỡ họ cái gì? Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.